Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ nấu món chè đậu trắng để cho những hạt đậu trắng mềm tan nè mà không có bị nát ha, và hạt nếp dẻo ngon, không có bị đổ lông cũng như là không có bị rảy nát đó các bạn. Chè đậu trắng này thì mình để được 2-3 ngày thì những hạt đậu nó mềm, nó không có bị cứng lại nè. Rồi để nấu được món chè đậu trắng này thì trước tiên mình sẽ chuẩn bị là đậu trắng. Ở đây mình có là 250g đậu trắng. Phần đậu trắng thì trước khi ngâm thì mình sẽ đi vo rửa cho nó thật sạch, rồi mình đổ nước vào mình ngâm. Phần này thì các bạn ngâm cho mình là cách một đêm ha, để mình nấu cho nó được nhanh mềm. Rồi đậu trắng này thì mình đã ngâm cách một đêm rồi đó các bạn. Lúc này là nó nở bung ra hết rồi. Rồi trước khi mình rửa đậu đi nấu thì bây giờ mình sẽ ngâm phần nếp. Thì phần đậu trắng là 250g, thì nếp thì mình cũng dùng là 250g luôn, cho nó ngang bằng với nhau đó các bạn. Và phần nếp này thì mình đã vo rửa thật sạch rồi, rồi mình mới đổ nước vô đây mình ngâm ha. Và phần nếp này thì mình ngâm khoảng là 1 giờ hoặc là 2 giờ rồi mình mới nấu. Đậu trắng thì mình đem đi rửa thật sạch. Sau khi mình đã rửa sạch xong rồi thì các bạn cho vào nồi các bạn nấu nè. Để cho phần đậu trắng nó nhanh mềm thì các bạn cho vào đây là một muỗng bột baking soda. Đậu trắng mình nấu bình thường là khoảng 1 giờ hoặc là trên 1 giờ nó mới mềm. Còn các bạn cho phần bột baking soda này vào thì khoảng 40 phút là nó mềm rồi. Nó sẽ rút ngắn thời gian lại ha. Rồi mình cho lượng nước cũng tương đối hơi khá nhiều đó các bạn. Mình đậy nắp lại và mình mở bếp cho lớn lên để cho cái phần nước này nó sôi thì mình mới dở nắp ra. Và khi nước nó sôi lên rồi thì các bạn để lại mức lửa nhỏ và mình để hở phần nắp này ra ha. Phần này thì mình đừng có nấu lửa lớn quá. Nấu lửa lớn quá là cái nước này nó bị trào nè, và phần đậu khi nó mềm thì nó cũng nở bung ra nữa. Nó nở tét bét ra luôn đó các bạn. Cho nên là mình nấu với mức lửa nhỏ thôi. Đó, các bạn cho là nó sôi liu riu như thế này nè, thì cái hạt đậu mình nó nở mềm mà nó không có bị nát. Và trong thời gian nấu đậu thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần nước cốt dừa và đường để nấu chè. Mình dùng là 300g dừa nạo và 250g đường cát, 2 ống bột thơm hương vani và một ít muối. 300g dừa nạo thì bây giờ mình sẽ vắt ra là hai loại nước cốt. Một loại nước cốt đặc và một loại nước cốt dảo. Nước cốt đặc thì mình vắt ra được là 500ml và nước cốt dảo thì mình vắt ra là 1,2 lít. Phần nước cốt dảo này thì để chút nữa mình nấu chè nè. Còn nước cốt đặc thì mình đem đi mình thắng phần nước cốt. Cho hết 500ml nước cốt đặc vào trong nồi. Và 50g đường cát. Thêm một ít muối, khoảng nửa muỗng cà phê. Phần nước cốt quá thì mình thắng cho nó hơi có cái vị hơi mặn mặn ha. Và một muỗng cà phê bột bắp. Thắng nước cốt quá thì các bạn dùng là bột bắp nè hoặc là bột gạo thì nó ngon hơn là so với bột năng ha. Thì phần này thì mình xúc cái muỗng cà phê này cũng hơi vung vung đó. Để chút nữa là mình pha loãng với một ít nước rồi mình cho vào phần nước cốt. Rồi bây giờ mình sẽ mở bếp lên và nấu cho phần nước cốt này nó nóng lên. Khi nó vừa nóng lên á thì mình sẽ cho phần bột bắp vào đây nè. Phần này á thì mình pha loãng với một ít nước rồi đó các bạn. Mình cho vào đây từ từ ha. Cho vào á thì mình nấu thêm khoảng là 2 phút là nó chín rồi. Nhưng mà mình phải nấu cho nó chín kỹ á thì phần nước cốt này nó lâu bị dữa. Thì các bạn nấu sôi lên khoảng 5 phút cho mình ha. Và phần này á thì các bạn nấu với mức lửa nhỏ thôi. Mình nấu mà nó sôi bần lên á là cái phần nước cốt này nó bị bọn á, nó không có được mịn. Có lá dứa tươi thì mình cho vào một ít cho nó thơm. Còn không có thì các bạn dùng là hương hoa ni ha. Sau khi mình đã nấu được khoảng 5 phút rồi đó. Rồi bây giờ được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nè. Và mình sẽ vớt hết phần lá dứa ra. Quay sang nồi đậu nè, lúc này là mình nấu được là gần 40 phút rồi đó. Phần đậu lúc này nó chín mềm rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ ra và mình rửa sạch lại với nước ha.
đậu sau khi mình đã rửa sạch xong rồi. Đó, lúc này là nó mềm tan luôn nè các bạn. Nhưng mà những hạt đậu này thì các bạn thấy nó cũng vẫn còn nguyên hột ha, nó không có bị nát nè. Mình nấu với mức lửa liu riu thôi thì phần đậu này nó chín mềm, nó không có bị bung tét cái hạt đậu ra. Cho vô gỗ cho nó ráo nước rồi mình cho vào son mình nấu ha. Và mình dàn đều ra hết. Rồi tiếp tục là mình sẽ cho 250g đường cát vào đây, chảy hết lượng đường ra trên mặt. Rồi nếp mình ngâm được là khoảng trên 1 giờ rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi đổ phần nếp này ra và mình rửa sạch lại. Rồi tiếp tục là mình sẽ cho phần nếp lên bên trên và mình cũng dàn đều ra luôn. 250g đậu và 250g nếp thì mình nấu với là 1 lít 2 nước. Thì phần nước là mình dùng là cái phần nước cốt dừa dảo đó các bạn. Khi đổ vào thì các bạn dùng cây muỗng các bạn chặn lại nè, đừng cho cái giọt nước nó xói nó làm trôi cái phần đậu lên bên trên. Rồi tiếp tục là mình sẽ đậy nắp lại và mình nấu ha. Phần này thì các bạn nấu với mức lửa nhỏ thôi, cho nó sôi từ từ đó các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy nó chào thì các bạn hở cái nắp ra một chút xíu ha. Và phần này thì nếp mình đã ngâm rồi đó, cho nên là mình nấu cũng rất là nhanh chín, khoảng 15 hoặc là 20 phút là nó chín rồi. Thì mình để cho nó sôi tự nhiên và mình cũng không cần sơ đâu. Rồi mình nấu với mức lửa riu riu khoảng là 20 phút sau rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình dở nắp ra mình kiểm tra thử nè. Lúc này thì những hạt nếp nó trong lại hết rồi, là phần chè này nó chín rồi đó các bạn. Do là mình nấu bằng nước cốt nè, cho nên là nó có bọt thì mình hớt cho cái nồi chè mình nó được trong hơn ha. Phần bọt này là cái bọt nước cốt đó các bạn, cho nên là mình hớt sơ sơ thôi. Còn lại một lượng ít thì kệ nó, để chút nữa là mình nấu nó tan ra hết à. Rồi mình cho vào đây là một muỗng canh bột năng, hòa loãng với một ít nước rồi mình cho vào nồi chè này, quậy đều lên. Lúc này thì mình nếm lại cái vị ngọt đó ha. Nếu như mà các bạn thích ngọt hơn thì mình cũng có thể là cho đường vào thêm. Khi mà mình trộn đều lên xong rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là một ít muối nè, để cho cái vị ngọt nó được đậm sâu hơn đó. Rồi trong nồi chè này thì các bạn cho một ít muối thôi, vì trong phần nước cốt ăn với chè đậu trắng thì nó có cái vị hơi mặn mặn rồi. Hai ống bột thơm hương vani thì các bạn cho vào đây luôn. Rồi trộn đều lên nữa là xong rồi. Phần chè đậu trắng này thì để nguội nó ngon hơn là ăn nóng ha. Bây giờ mình sẽ múc ra thôi các bạn ơi. Những hạt nếp nó còn nguyên nè, nó không có bị nát. Và những hạt đậu nó cũng mềm đó các bạn. Nó đỏ mềm ra hết nhưng mà nó cũng không có bị bung nát hạt đậu ra ha. Chè đậu trắng này thì quan trọng nhất là phần đậu này nè. Mình nấu chè mà phần đậu này nó cứng là cái nồi chè nó không được ngon ha. Rồi khi ăn thì các bạn chan phần nước cốt lên. Món chè này thì ăn ngon nè và cũng nấu rất là nhanh nữa. Chè đậu trắng thì ăn nếp dẻo nè, đậu mềm bùi béo, kết hợp với phần nước cốt có cái vị hơi mặn mặn nữa, ăn rất là ngon. Đậu mình nấu mềm mình lót dưới đít đó các bạn. Rồi mình cho phần nếp lên đó thì mình nấu không khi nào mà nó khét dưới đáy hết á. Đó, chè này khi nó nguội thì nó ngon hơn là so với chè nóng đó các bạn. Nguội thì cái độ sệt nó cũng vừa nè, và cái độ dẻo nó nữa. Phần chè này thì các bạn để dành ăn được là 1-2 ngày, nó không có bị hư ha. Nhưng mà các bạn phải để riêng nè, mình đừng có chan nước cốt vào và mình cũng đừng có đọng vào luôn ha. Mình ăn thì những hạt đậu này cũng vẫn mềm ngon nè, nó không có bị cứng lại. Rồi như vậy là nồi chè đậu trắng của mình đến đây đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.